bị giật dốc vượt đèo game các bạn ơi. Nó bù đi đi lên đèo game nha các bạn. Đây là đi du lịch nghỉ mát Đà Lạt. Đoạn này là chuẩn bị lên đèo Rem các bạn. Đây là hết sợ công an rồi. Tính cho nhỏ em gái giật nó lên cái đèo Rem này nữa mà nó thôi đủ rồi. Ok các bạn, lên cái đèo Bảo Lộc đỉnh như rùi rồi. Cái Quyền Anh là hạng rùi là hạng ngon đó nha. Hạng sao? Quyền Anh mà đi về cái hạng rùi đó là dữ luôn á. Thành phố Đà Lạt, khu du lịch Thấp Ren. Dính dách luôn.
gốc nó gắt hơn mà nó đông xe hơn ha. Đường nó hơi nhỏ hơn cái Đại Bảo Lộc đấy. Đường nó lén.
tuổi thế hết à? Không, tức là đó, tới nhà mẹ rồi, tới nhà mẹ rồi. Tới nhà mẹ rồi các bạn. Không biết lên luôn được không hay là đậu đây à? Đậu lên luôn. Lên cũng được, mất công dây xuống. Lên ngay chỗ cái góc bên trái này. Chuyện ma mung gì đây? Thì tôi nói nhà ma thì... Đấy, ta nói ma ma à tôi chứ. Anh ô. Ba ba mà cứ... Ô ba ma. Nói chừng được, được chạy luôn á. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, tôi dây xe xuống đi. Dạ, dạ, dạ. Cửa, đóng cửa, đóng cửa. Cửa tôi dê xe xét luôn coi. Xuống tham quan ngôi nhà ma các bạn ơi. Đây ngôi nhà ma các bạn. Chở nhỏ gái với đứa cháu vô tham quan ngôi nhà ma chơi. Đậu đây hả? Đây ngôi nhà ma huyền thoại của thành phố Đà Lạt nha các bạn. Bây giờ là 2 giờ mấy chiều? 2 giờ 18 chiều các bạn. Nhà ma phải vậy. Sao cô dám vô ngôi nhà ma này không? Dạ có, dạ. À, vô tham quan coi sao ha. Xe kia nó không có vô. Nghe rừng thông gió thổi vi vu các bạn ơi. Mà gió nó nghe nó lạnh rồi. Đây là có tượng thờ của mẹ Quan Âm nha các bạn. Con này giống trái su mà. Cái vàng này giống trái su nè. Trái su. Cái vàng cái trái su rồi các bạn. Anh ở đây hả? Sài Gòn thì ăn quá su thường nhưng mà không thấy cái dây. Chứ cái quả thì mình có ăn, có bán. Nè 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 anh quay đây nè anh nóng. Hả? Lúc ba chở đi hồi nhỏ. Trái này nhỏ. Còn nhỏ.
Cái xu là các bạn không trên dây. Cái xu nó toàn than nó nằm trên vàng như dần bầu dần móp. Em thấy hồi nhớ lúc như mình á. Nhưng mà hỏi thiệt cô dám vô ngôi nhà ma này không? Dạ. Vậy là mình cùng vô dạ, okay. Khám phá ngôi nhà ma này như thế nào nha. Có không? Nhìn thấy là chung được. À, thấy ghê vậy. Ông anh nói nghe tôi sợ. À, thôi. Ông Bảy ông sợ rồi. Đây đường đi lên nè các bạn. Đây nó có cái kiến này, nhìn cái kiến này là nó, đừng có nhìn như cái kiến đó nha. Cái kiến nó nhìn là biến dạng luôn á. Bị ở nhà dám nhìn vô cái kiến không? Đi. Cái xe đi sau là không dám vô các bạn, đậu hoài á. Xe đó nít nhiều quá không dám vô. Cái con có nghe lạnh không? Sao bác nghe lạnh quá? À, có ngỡ không con? Chắc không có ngỡ quá. Cái căn phòng này có đựng đồ đạc nè các bạn. Mà sao ngộ cái kiến này không có thấy không, người ta giờ đi nha. Lên đường trên không? Lên luôn đi. Lên rồi xuống. Hôm nay đoàn của mình khám phá căn nhà bí ẩn ở Đèo Rem. Trần triều hiển thánh nè các bạn. Ở đây có thờ. Nói chung ở đây thì cũng có nhang khói rồi cũng ấm. Ở đây có thờ Phật nè. Có thờ Phật nè. Mô Di Đà Phật. Đây có sao Phật nè. Cũng không sợ gì mấy, nhờ có thờ Phật á. Chụp cho anh Boy đi. Chụp cánh này ha, cánh này biết nhà mai không? Gửi qua cho anh nhau. Rồi xuống xuống xuống. Xuống đi ngôi này xuống nè. À quên hỏi nữa. Cô có sợ không? Dạ không. Không hả? Đi đông người đó. Mấy cháu có sợ không? Bác sợ quá. Đi ngôi này xuống nè. Đi đi đi. Cái này nè, cái này xuống cũng được. Lạnh không? Lạnh không ý? Lạnh rồi, con đi mấy ông đi. Lạnh không, lạnh không? Gió lạnh quá các bạn ơi. Thôi thì mình đi vòng ngôi nhà bí ẩn Đèo Rem mà mình giờ mình xuống tiếp tục lên Bà Lạc nhận phòng nghỉ ngơi các bạn. Đi sáng sớm giờ thì cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi bắt mát đi cũng ghé mấy điểm
tham quan rồi. Để nó rồi. Lên... Đây mình đang đứng trước ngôi nhà bí ẩn Đèo Rem nha các bạn. Đây, như vậy anh Đèo Rem đây. Mấy cháu ở đâu rồi, đi Đà Lạt chơi hả? Sài Gòn. Sài Gòn hả? Chú ở quận 12. Con ở quận mấy? Phú Nhuận. Phú Nhuận ha. Lên đây mình thuê xe mình đi hả? Ngày nhiêu con xe đó? 100 ngàn. Rồi đi xe khách lên ha, đi máy bay. Đi chơi vậy vui ha. Nghe em nào, Phú Nhuận. Thôi tiếp tục lên đường các bạn ơi. Mê ly hấp dẫn các bạn. Lên nó lạnh tận tanh luôn. Rồi mình không có cái cảm giác sợ, nhưng mà nếu mà đi một người á chắc có lẽ là sợ các bạn. Không khí nó rất là lạnh. Mà xe sau là do cho em nhiều quá không có vô các bạn, không vô tham quan. Chào cô gái đẹp.